Rồi em xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục là em lại quay chi tiết sản phẩm về con CD Acuphase DB430 vừa về tại shop em. Thì cách đây chắc cũng khoảng một tuần thì em cũng về một con hàng công ty. Nó có hai cái chiều hướng ngược, nó rất là ngộ đời anh em. Ví dụ như là hàng công ty mà Acuphase thì nó lại rẻ hơn là hàng Nhật. Còn loa tai nôi mà hàng công ty nó lại mắc hơn là hàng Nhật. Rất là ngộ đời. Thì đây là con Acuphase 430 em mới vừa về, và đây là con mà phải gọi là tuyệt đẹp anh em nha. Giống như là em đã báo cho anh em rồi, tình trạng đẹp keng, full thùng xốp hai lớp, đầy đủ phụ kiện zin theo máy. Đây là hộp phụ kiện của nó. Thì cái áo trùm em lọt ở đây, khiển zin này, dây nguồn zin máy này, dây nguồn chân dẹp tiếp mát ha. Rồi đĩa catalo đầy đủ tất tần tật trong đây cho anh em nha. Khỏi phải lăn tăn tới nữa ha. Về con máy thì mặt mũi máy là em nói rồi, không có một vết lông mèo, lông chuột, vết chấm, vết phẩy, bất cứ vết gì anh em nha. Máy là đẹp long lanh cho anh em chơi. Thì đối với những con hàng Nhật điện 100V như thế này á, là dành cho anh em và các bác chơi sưu tầm, biết chơi. Biết chơi hàng Nhật thì mới được, còn mấy bác mà muốn rẻ hơn thì mua hàng Việt Nam thôi. Hàng xuất về Việt Nam, chúng về hàng Việt Nam đều là máy in ra băng hết anh em nha. Em thì làm sao bán vậy. Với những con này là hàng đấu, đi máy bay về chứ không có đi đường thủy gì cả ha. Máy là đẹp long lanh cành đào, nắp lưng con này em báo với anh em là tình trạng là đẹp như mới rồi, đẹp như mới luôn anh em nha, chứ không có cũ kỹ một miếng nào cả, đẹp như mới nha. Đây em đi một vòng quay cho anh em ha. Đây, đây nút bọng rắc cắm rồi, điện 100V nè anh em nha. Đang để cầu 100V ha. Thì em này nó có bộ giải mã DAC độc lập của chơi được chất lượng nhạc lọt led lên đến DSD này, cổng quang chơi Max TV và có sale để anh em chơi một cái thiết bị khác anh em nha. Đó, máy đẹp long lanh anh em, cành đào luôn anh em nha. Đó, đẹp không có điểm trừ, thì giống như em báo anh em là không có điểm trừ là không có điểm trừ. Đó, lưng bọng mà không một vết nhỏ dù bất cứ nào. Đấy, với con này thì chất nó anh em biết rồi, tuyệt rồi, em không có gì để bàn ha. Và cũng như giá em đã thông báo cho anh em rồi, thì với những con này em sẽ tăng kèm cho anh em là một cọng dây quang nha, một cọng dây quang để anh em kết nối chơi Smart TV đó. Và giá thì em cũng đã báo rồi, và em xin nhắc lại một lần để trước khi kết thúc quay chi tiết cho anh em về con CD Acuphase DB430, tình trạng là em đã kiểm tra ok, hoạt động hoàn hảo hết anh em nha. Giá là 82 triệu anh em nha, 82 triệu, và giá là bao ship toàn quốc cho anh em chơi nha. Nếu anh em chuyển khoản đủ thì em bao, anh em muốn ship còn thì anh em chuyển trước giúp em 20%, và em không bao ship cho ship cọ anh em nha. Và xin cảm ơn rất nhiều ạ.